Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một cỗ khám thờ tượng, và đây cũng là khám thờ của gia tiên chứ không phải dòng họ. Chúng tôi đã nhận được một đơn trùng tu tại Hưng Yên. Khách hàng Hưng Yên đã gửi về cho chúng tôi. Chiếc khám thờ này có kích thước là dài 1m67, cao 1m67 và sâu là 1m27. Bên trong là rỗng để chúng tôi để tượng. Chúng tôi đã làm cho khách hàng cách đây là hơn 20 năm. Và bây giờ màu sơn nó xuống màu thì quý khách yêu cầu trùng tu lại. Quý khách đã gửi về theo đường xe tải cho chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi đã trùng tu xong cỗ khám thờ, ba chuồng cánh cửa và dài 1m67. Phía trước thì chúng tôi đục nghê và chúng tôi quay sang phần hông cho quý vị xem. Bên trong chúng tôi để rỗng để tượng, và cái khoảng rỗng này rất là to để thoải mái, là có kích thước chiều sâu là 1m27. Phần hông này chúng tôi, phần chương trên chúng tôi chạm phượng hoàng, và yếm là yếm trơn, chân quỳ yếm trơn. Khác với các cỗ khám khác là chúng tôi đục long hóa hay hổ phù thì cỗ khám này là chúng tôi để trơn. Do quý khách dùng trong quy trình sử dụng thì nó ảnh hưởng đến các cái màu sơn, là do chúng ta thắp hương. Nếu như thắp hương ít thì màu sơn nó giữ được lâu và bền hơn. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành thì nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách muốn trùng tu tại lại đồ thờ cúng cũ, quý khách hãy liên hệ với hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Chúng tôi cũng giới thiệu trong video trước rất nhiều các cái mẫu khám thờ, cửa võng cho quý vị xem. Video này đang được quay trực tiếp tại xưởng đồ thờ cúng của chúng tôi. Chúng tôi đang trùng tu rất nhiều các đồ thờ cúng như cửa võng, hoành phi, câu đối, giá chuông. Và trên mình các bạn đang xem đây là cỗ khám thờ. Khám thờ gia tiên nhưng khám thờ tượng của khách hàng ở Hưng Yên. Dài 1m67 và chiều cao cũng là 1m67. Quý khách có nhu cầu làm về đồ thờ cúng thì quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm. Xin cảm ơn.